Và tiếp theo ngày hôm nay đây là chiếc xe với trị giá là hơn 200 triệu. Chỉ có hơn 200 thôi là các bác đã có thể mua được chiếc xe EcoSport đời 2015 này rồi các bác nhá. Đấy, xe 5 chỗ gầm cao. Đấy, máy của xe thì các bác biết rồi, dòng này chỉ có 1.5 thôi, nhiên liệu cực kỳ ít. Vâng. Và đây là cái phần hình dáng, form dáng bên ngoài của mẫu xe này. Thì các bác mình cùng đón xem, cùng cảm nhận. Rồi các bác mình thấy ok, các bác mình xem hết, gọi điện cho bên em để chốt giá tốt nhất cho mẫu xe mà các bác mình đang xem đây các bác nhá. Đấy, vâng. Phía sau thì các bác thấy là có những cái mắt cảm biến này. Rồi có lốp dự phòng này. Đấy, nhiên liệu của xe thì các bác nhìn đây, chỉ từ là 5 lít 2 trên 100 km thôi. Rất là ít luôn đúng không ạ? Một dàn ốp của xe thì vẫn còn rất là dày. Đấy, thân vỏ cứng dây các bác nhá, nội thất rất đẹp. Đấy, chiếc xe không có lỗi lầm, keo chỉ của xe vẫn zin, nội thất rất là sáng và tươi, nó rất là trong đây. Bác nào đang yêu quý cái dòng xe Eco này thì mời các bác mình qua bên em nhá. Bên em đang có rất nhiều, đang có rất nhiều dòng xe này đủ màu cho mình lựa chọn luôn, có cả phiên bản MT và có cả phiên bản AT. Đấy, con này của em là bản MT các bác nhá. Bây giờ thì em mời các bác xem về nội thất bên trong của xe này, các bác mình cùng cảm nhận. Đây, nội thất bên trong đây. Đấy, nội thất của xe thì rất là sáng đẹp rồi. Công tắc vận chỉnh kính đây, vận chỉnh đèn đây các bác nhá. Vô lăng tích hợp kiếm điều khiển, túi khiên toàn nằm ở giữa và vô lăng của xe coi như xem vẫn còn khá là ok, còn đẹp mắt đúng không ạ? Bộ ghế da kiểu, đấy, các bác nhìn xem thiết kế kiểu múi rồi. Cả bộ ghế còn khá là mới các bác nhá. Ở đây cần số xe đây các bác nhá. Đấy, điều hòa của xe là điều hòa auto tự động này. Đấy, đầu đài giải trí nguyên bản theo xe, âm thanh hay. Trang bị hai túi khiên toàn, một túi bên đây và một túi ở giữa vô lăng các bác nhá. Đấy, trần của xe là trần 5D. Thân vỏ đẹp, thân vỏ cứng rồi, rất là cứng rồi. Tất nhiên có những lỗi mà tai nạn ngập nước bên em cũng sẽ là kiểm tra rồi. Đấy, xe không lỗi các bác nhá, không lỗi tai nạn ngập nước. Phần vách cửa đây ạ. Đấy, 4 tấm kính cửa đây ạ. Loa đây. Đấy, rồi chỉnh kính đây. Đây mở coi. Rồi đây là kính chỉnh điện, gương chỉnh điện các bác nhá. Đây, chỗ này bằng chất liệu da này, keo chỉ vẫn còn zin đây. Ở dưới đây các bác nhìn thấy là vẫn còn tem này, sàn da rồi nhá, sàn da, lót thảm trải sàn cũng đã có rồi. Thân vỏ của xe thì rất là sáng bóng, nước sơn rất là sáng bóng, tem có rồi và cũng đã được dán kính rồi. Gioăng đẹp không rách, keo chỉ 4 cánh còn nguyên, không mất phần nào. 4 tấm kính cửa của xe, đồ nhựa nó không xước, không bị thiếu hay là gãy vỡ các bác nhá. Lan thanh hay, vách cửa đẹp. Đây, lòng trong đẹp các bác nhá, lòng trong thật sự là vẫn là sơn zin. Các bác thấy chiếc xe này thế nào ạ? Các bác thấy chiếc xe ok, các bác mình nhấn like, nhấn tim ủng hộ em và những lần chia sẻ nữa các bác nhá. Đèn đóm rất là mới này, lốp đây, lốc có hai thanh da lốc ở hai bên, cốp mở ấn đây nhá, ấn đây. Đây là phần khoang cốp phía sau, rất rộng để cho các bác mình đựng đồ. Đây các bạn, các bác thấy chiếc xe này ok không ạ? Các bác thấy xe ok không ạ? Rất ok đúng không ạ? Đây nhá, đồ nhựa đẹp chưa này, em quay gần cho các bác mình xem. Đồ nhựa xe rất đẹp. Đấy, khá là đẹp nhá. Gioăng của xe vị trí này cũng không bị rách này. Đấy, ghế không rách các bác nhá. Vách cửa sáng đều, cửa đóng êm chắc. Chỗ này đã có đẹp lốp rồi. Đấy, và kính này của xe đều là kính liền đời các bác nhá. Đấy, có số 15 đây các bác này. Đấy, kính liền đời đấy. Đây, tất cả 4 cánh đồ nhựa nó đẹp đều như thế này. Đây các bác nhìn xem này. Đấy, đẹp đều như thế này nhá. Đấy, chiếc xe đẹp như vậy đấy ạ. Giá của nó, chiếc xe này thì các bác mình đã biết ngay đầu video cũng đã nói qua rồi, chỉ có trên 200 thôi đúng không ạ? Trên 200 triệu đồng thôi là mình có thể mua được chiếc xe này rồi.
quá là rẻ, quá là hợp lý, đúng không? Đây các bác nhá, Camlo đây. Camlo đây. Đầu đài âm thanh nghe bình thường các bác nhá. Đấy, khóa tuyển các thứ đầy đủ. Đăng kiểm tháng 6 năm 2024. Đăng kiểm 1 năm 1 lần các bác nhá. Vâng, mời các bác xem phần bên ngoài của xe. Có sinh nhan báo rẽ nằm ở trên gương đây. Có ốp lốc đây, các bác nhá. Giàn ốp của xe rất là dày. Các bác mua mình đợi được một giàn ốp rồi. Là có đúc nguyên bản theo xe. Có phanh đĩa, có phanh ABS các bác nhá. Và đây là phần đầu. Đấy. Mặt này được ốp đèn lốc xung quanh. Đèn đó một xe này còn rất là mới. Cái mép thân vỏ, tất cả chi của xe nó rất là ok nhá. Thì ok luôn, sơn xi bóng đẹp này. Gầm sàn đẹp, gầm sàn sáng, không mục mọt. Những cái dòng xe Ford này ít mục mọt lắm. Rất là ít mục mọt các bác nhá. Đấy, đèn đóm thì rất là đẹp này. Đây. Đèn đây. Thân vỏ có kêu. Đóng cửa êm nhẹ các bác nhá. Đây là phần form dáng bên ngoài mà em đã đóng cửa lại cho các bác mình xem. Ok các bác ơi. Đấy, ok đúng không ạ? Sơn xi đẹp này. Xe này các bác cũng mua về cứ đi thôi nhé. Đổ xăng thì chạy thôi. Không cần phải sửa sang gì nữa đâu. Đi luôn thôi đấy. Đi luôn thôi các bác nhá. Máy đây. Các bác đang ngồi xem video dành tay nhấn cho em xin những lần tim, lần like, lần chia sẻ nhá. Và các bác mình đang quan tâm ô tô cũ bên em thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để xem thêm video mới và biết thêm những chiếc xe khác của bên em đăng lên. Ở bên em thì ngày cũng đưa lên vài video và có cả những cái buổi phát trực tiếp nữa các bác nhá. Em mở capo, các bác đợi em chút. Các bác đợi em tí, em mở capo nhá. Vâng. Được rồi ạ. Một tay em không kêu, nó bị cột bên kia, nhưng mà một tay em lại không đưa được vào. Được rồi nhá, thì bác nào xem máy thì các bác mình kết bạn Zalo bên em. Bên em gửi hình máy cho các bác mình xem. Xem hình, xem video, xem bất cứ gì về chiếc xe các bác mình kết nối kết bạn và nhắn tin Zalo cho bên em theo những số điện thoại hotline. Đây là hai số các bác nhá. Bên em có mua bán trao đổi tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng cho toàn thể các bác mình giá tốt nhất các bác nhá. Và địa chỉ bên em thì các bác mình cũng nhìn thấy rồi. Đối diện 225 Trường Chinh là 90.2 Trường Chinh bên em các bác nhá. Đấy. Các bác mình liên hệ cho bên em theo hai số mà vừa em quay, còn một số nữa là số 0335838389 nhá. Đấy, địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh. Mời các bác mình qua xem ạ. Bên em có chương trình ship chuyển xe giao xe toàn quốc, hỗ trợ làm sang tên đổi biển toàn quốc. Đấy. Và đổi xe cũng như là thu mua xe thì em cũng nói thường xuyên rồi đúng không ạ? Vâng, video là về chiếc xe này thì em đã quay xong rồi. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ. Các bác mình hãy quay trở lại và xem những clip, những video khác của bên em nhé.